Thưa quý vị, mới đây Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội sang London, Anh để dự lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam theo lời mời của Hoàng gia Anh. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến đi bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng mùng 4 tháng 5, có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng và lãnh đạo một số bộ ngành. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, diễn ra trong bối cảnh Việt-Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, năm 2023. Đây cũng là chuyến thăm Anh lần thứ hai của Chủ tịch nước sau gần 2 thập kỷ. Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cho biết, trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp vua Charles Đệ Tam và Hoàng hậu Camilla, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và một số bộ trưởng nội các Anh. Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Frew thông tin về báo chí. Đối với Anh, lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam là một thời khắc rất trọng đại, bởi đây là lễ đăng quang sau 70 năm qua. Theo đại sứ Ian Frew, lãnh đạo hai bên sẽ có cơ hội đề cập một số ưu tiên hợp tác, bao gồm giáo dục, phát triển bền vững và thương mại. Đây là những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng to lớn để thúc đẩy hơn nữa.